Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình phá tựa game đầu tiên nha. Slenderina The School. Đây là 12 tựa game ma, rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, bắt lên. Let's go. Ok, mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Có gì không? Không có gì. Món đồ đầu tiên đây rồi. Không gì luôn. You hear it's full. So let's go. Oh my gosh. Rồi, có một món đồ ở đây. Mình sẽ tìm ở đây xem thế nào đã. Không có gì. Món đồ thứ hai. Món đồ thứ ba. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Let's go. Ok, tiếp tục nào. Các bạn mà đi xung quanh đây xem có cái món đồ nào nữa không. Bởi vì chỗ này rất là tối, đôi lúc thì các bạn sẽ đi qua và không phát hiện ra được. Rồi, ok. Tiếp tục sang căn phòng tiếp theo. Dãy hàng lang tiếp theo, let's go. Ok. Wow. Oh my gosh. Không có gì đây, hết rồi. À, đây còn một món đồ. Xịt nữa mình không nhìn thấy gì. Tiếp tục nào. Ok đây. Mình sẽ lên trên này xem có gì không. Không có gì, không có gì ở đây. Rồi các bạn sẽ xuống dưới tầng cuối cùng. Khi đủ 8 món đồ, các bạn sẽ lắp vào và để khởi động nguồn điện. Khi đủ 8 món đồ các bạn sẽ lắp vào đây. Ok.
Let's go. Không biết có phải cửa này không? Hay là cửa ở trên tận tầng 3? Xong rồi, let's go. Căn phòng cuối cùng. Những bức tranh. Oh my gosh. Wow. Oh my gosh. Wow, đi luôn. Oh my gosh. Chính là cô gái này. Rất là kinh dị luôn. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. How of Slender Vida. Ok, và tự game này thì các bạn sẽ đi tìm 8 mẩu giấy. Và mình sẽ đi từng căn phòng đầu tiên. Tám màu giấy này thì rất khó tìm các bạn nha, bởi vì nó là nằm ở trong những bức tường hay là những trong những cái tủ, và nhìn rất giống những bức tường luôn. Cho nên các bạn phải tìm phải rất cẩn thận, nếu không sẽ để sót một cái gì đó thì đến lúc tìm lại thì nó rất là khó. Ok, mình sẽ đi tìm trong này xem. Rồi, màu giấy đầu tiên. Let's go. Wow. Mình sẽ ngó qua chỗ này xem. Oh my god. Khi đủ 8 mảnh giấy, các bạn sẽ ấn vào đây. Đó, thì các bạn sẽ mở ra được trong cái đó. Và trong đó nó cất một thứ món đồ. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được game. Mảnh thứ 4. Mảnh thứ 5 đây rồi. Xem trong này còn gì không. Không còn gì. Và khi tìm hết ở tầng 1, các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp món đồ tiếp theo. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Slender Vina 2D. Play, bê đông.
Ok, bắt đầu tiến sâu vào trong căn nhà. Ở đây trời mưa nên các bạn sẽ phải vào ngôi nhà này, một ngôi nhà ma. Vào căn phòng đầu tiên, một số 7. Căn phòng thứ hai, một bức tường máu luôn, sợ thật. Wow, có một con mèo. Gì đây? Wow, let's go. Rồi, chú trong này nào. Wow, bị khóa rồi. Mình sẽ chú vào đây trước đi. Oh my god, bà tao vẫn đứng đầy cái tải chứ. Wow, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ tư. Yeah. Một cú bi. Đây là một tựa game mà cũng khá là kinh dị các bạn nhá. Rồi, đã có chiếc chìa khóa. Mình sẽ mở cửa ở đây xem thế nào. Ok, rất là kinh dị luôn. Những tựa game Slenderina kêu mình chơi không sợ vào những tựa game này. Oh my god. Wow. Ngôi nhà bóng đảo lộn luôn. Trong này sẽ có gì không? Rất là hãi luôn. Các bạn chơi từ game này thì các bạn mà sợ thì các bạn sẽ cho nhỏ tiếng lại. Mình sẽ tiến lại gần xem. Và thôi, tiến lại gần dễ chết ngay. Chạy lắm, đúng xong. Ok. Rất là kinh khủng. Sau đó các bạn sẽ lại chạy sang căn phòng khác. Đúng là một tựa game mà kinh dị luôn. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Slenderina, The Cellar. Rồi mình sẽ đi bên này.
mặt Chaos. Wow. Tiếp tục nào. Các bạn ở tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm ra quyển sách. Đây như là một mê cung. Quyển sách thứ hai, ok. Wow, đường cụt. Cho biết và tạo sự thế nào. Khi các bạn nhìn thấy vậy, các bạn phải quay thật nhanh. Nếu không thì bà ta sẽ hút máu và các bạn sẽ chết. Sau đó các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Rồi lại sang bên trái. Sách thứ ba. Sách thứ tư. Đó, các bạn cứ đi tìm kiếm xung quanh tất cả là 8 quyển sách. Rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Wow. Điểm mô lịch Baloha. Ok. Vào đầu game phải chọn thân phận. Let's go. Game này nghe tiếng thôi là mình đã thấy hãi rồi. Bắt đầu mình sẽ đi từ từ vào. Nghe cả tiếng hơi thở luôn. Tại thật. Ở đây các bạn phải kiếm một đoạn dây. Mình sẽ đi vào đây xem. Oh my gosh. Clip này thì mình sẽ review 12 tựa game này. Thì các bạn thấy tựa game nào hay các bạn có thể download về và chơi cùng với mình. Những bạn nào phá đảo tựa game nào rồi thì các bạn có thể comment vào nhá. Nghe tiếng nhạc thôi là mình đã thấy hãi rồi. Wow, đi sâu tiếp vào đây xem có gì không. Một chiếc giường vừa di chuyển. Rất là hại luôn. Wow. Wow.
Sau đó các bạn sẽ phải tìm một sợi dây điện và lắp vào kia. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game ma trong bệnh viện. Slenderina Asylum. Ok. Tựa này thì các bạn sẽ đi tìm 8 tờ giấy. Let's go. Wow, không một chiếc chìa khóa nào mình đập được. Rất là thiếu chìa khóa luôn. Tờ giấy đầu tiên. Tờ giấy thứ hai rồi. Ở trong tờ game này có cả ông quỷ nhá. Nó chính là chồng của bà ma. Và có đứa con, nhưng mà đứa con này thì đang còn bé tí. Đứa con mà bà ta mới đẻ ra. Thiếu rất là nhiều chìa khóa luôn. Các bạn đi hết rìa ngoài, sau đó thì chuyển vào đây xong. Sau đó thì sẽ nhặt tất cả những chìa khóa rồi lại quay lại rìa ngoài, các bạn mở ra. Đó, và các bạn rồi lại đi đến rìa trong tìm tiếp. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Demolish Malos Spa. Ok, mình không hiểu sao mình chơi từ game này rất nổi da gà luôn. Ở đây thì đang bị chặn những tấm gỗ. Ok, ok. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm một đây chiếc gì vậy rồi. Nghe tiếng rất là hãi hùng. Mở cái cửa ra nào. Ok, mình đã vào trong căn nhà. Một tờ giấy. Quyển sách này không có gì. Là tối luôn. Chắc chắn phải có một cái gì đó. Ok. Bắt đầu có những tiếng nhạc kinh dị rồi. Wow. Đi sâu tiếp bên trong. Oh my gosh.
tiến tiếp vào trong sâu. Wow, ok. Rất là tối luôn. Và rất là giòn cái ốc. Cái này như là dấu hiệu của một nơi gọi là quỷ. Khi các bạn tìm hết ở tầng 1, sau đó các bạn sẽ lên tầng 2. Đây cũng vậy. Wow, này lên tận tầng 3 luôn. Đó, sau đó các bạn sẽ đi tìm tiếp. Ok. Rồi, và mình sẽ sang tầng tiếp theo. Slenderina, the forest. Hiện tại thì mình đang ở ngoài. Wow. Bản đồ xem nào. Mình đang ở chỗ này. Đây, đi thẳng vào đây. Bóc bồ có chìa khóa. Thế thì mình lại đi thẳng tiếp. Đây là một tượng ma ngoài trời. Quá luôn này. Ok, đây tiếp sẽ có gì? Một chiếc xe. Không có gì bên trong. Một chiếc chìa khóa đây rồi. Oh my god. Và mình sẽ lại đi chỗ này để xem có mở được cái này không. Chìa khóa đó không mở nữa này. Vậy các bạn lại phải đi tìm một ngôi nhà. Rồi, các bạn sẽ đi thẳng vào đây. Hay là đủ 8 chiếc chìa khóa nó mới mở được cái đó ra. Trong này có một tiếng kêu. Một tiếng kêu gì? Đó, các bạn đi thẳng. Bật bản đồ và đi thẳng. Đây là một tòa nhà luôn, chuẩn luôn. Mở ra và vào trong xem có gì không. Rất là tối tăm. Các anh chắc đi tìm đồ, sau đó thì đổ vào trong xe ô tô, sau đó là trốn thoát khỏi đây. Theo mình nghĩ là như thế. Rồi, khi ở đây rồi, và các bạn sẽ đi tìm tiếp ở chỗ này. Ok, cứ đi thẳng đây, là tới một tòa nhà khác. Ok, đã nhìn thấy tòa nhà. Và tòa nhà này rất là tối luôn. Không biết cửa vào đâu. Đây rồi. Các bạn phải vào từng cửa một. Từng căn phòng một. Wow, giật mình. Trên tầng này có gì không? Một hộp. Cái này phải có mã số thì các bạn mới mở ra được. Nó cũng dích, rất là dích dắc nha. Oh my god, có cả con quỷ ở đây. Chìa khóa thứ hai. Chưa rồi, nó ra có cả con quỷ đứng ở đây, coi. Không thoát được khỏi đây à? Đây rồi. Oh my god, đi luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderina, The Cellar 2.
Đây là một tấm bản đồ. Wow. Đúng là một mê cung. Sợ thật. Oh my god. Sau đít mình chạy đó, tính sau. Quyển sách đầu tiên. Các bạn đi tìm đủ 8 cuốn sách là các bạn sẽ hoàn thành được. Và đây là đứa con của ông bà ma và ma quỷ. Các bạn cứ chọn một đoạn là nó sẽ không đuổi theo các bạn. Sau đó các bạn hãy đi tìm tiếp. Có điều cái này các bạn phải vừa đi vừa xem bản đồ thì các bạn sẽ biết là các bạn đi tìm những chỗ nào rồi. Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Horror House. Đấy là một tựa game mà khá là kinh dị. Nhìn những bức ảnh thôi và mình đã đủ giận gai ốc rồi. Rồi cái này mở cái gì đây? Đóng vào nó không mở ra được. Chứng tỏ là các bạn phải vào đây. À, đóng vào đây. Ok, các bạn phải nói chuyện với cô Lan này một lúc. Hoặc là nghe cô ta nói chuyện một lúc. Rồi các bạn mới mở cánh cửa này ra được. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. So okay, mình đã mở được cánh cửa này ra rồi. Như là một con quỷ bị chết vì một cái gì đó. Wow, rất là kinh dị luôn. Và nó đang đi đường bên kia. Kinh khủng luôn. Đó, rồi các bạn vào và mở cái cửa ra và tìm hiểu tiếp. Và tựa game này rất là kinh dị nha. So, ok, và mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Frog. Let's go. Thank you.
Ok. Wow, bị bắt rồi. So, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.